Xin chào các bạn, mình là Minh Huyền và mình đến từ Vinmark. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn máy ép nước mía 1 cây, máy dòng máy mini để bàn của nhà Vinmark. Cái máy này thì được thiết kế rất là nhỏ gọn và dễ mà trong quá trình di chuyển mang lại. Xung quanh máy là được bao quanh là bởi inox. Đây, như các bạn đã nhìn thấy, mẫu mã thiết kế rất là xinh xắn, rất là nhìn rất là sang. Máy thì cực kỳ là dễ vệ sinh và lau chùi, được lắp với motor 400W. Thì trong quá trình sử dụng thì mình sẽ quay một cây mía nha mọi người. Mọi người lưu ý là khi quá trình mình sử dụng thì mình nhớ là cái tấm kính này luôn luôn phải được lắp lên. Máy được trang bị thiết kế 3 quả lô, giúp máy rất là trong quá trình vận hành rất là khỏe và cực kỳ là dễ vệ sinh. Đây, khi các bạn xay nước mía thì các bạn mía đã cạo rồi thì các bạn cho vào đây và phần nước mía sẽ được ra ở đây. Đấy. Khi các bạn vệ sinh thì các bạn chỉ cần tháo các bộ phận để lau chùi để vệ sinh thôi nhé. Tấm lưới lọc này cực kỳ là đơn giản và dễ sử dụng. Đây là công tắc. Đây mọi người ạ, có chiều màu, chiều da. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình xem chiếc máy này hoạt động như nào nhé. Vừa rồi là sơ lược về máy ép nước mía 1 cây của nhà mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là cách thức mua hàng, quý vị liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tạm biệt.